Xin chào các con. Chúng ta sẽ bắt đầu với đề thi ở trường Am năm năm học 99-2000, tức là cách đây tương đối xa rồi. Đây là một cái đề mà gồm có 15 câu và dưới dạng là trắc nghiệm điền đáp số. Thời gian làm bài là 30 phút. Thế như các con thấy là với thời gian đó thì chúng ta cần phải đạt được tốc độ làm bài. Nếu như muốn làm hết thì tốc độ cần phải đạt được là khoảng 2 phút một bài. Đấy, rất là nhanh. Cái mức độ của đề này thì so với những năm gần đây thì không phải là khó, không phải là quá khó. Nó chỉ ở mức tương đối khó thôi. Thế thì chúng ta sẽ, các con đã làm rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, thầy sẽ chữa từng câu. Câu số 1 là một bài toán yêu cầu tính giá trị của biểu thức. Đây là một biểu thức mà chứa 3 cái hỗn số và chỉ gồm có các phép nhân. Thế khi gặp các hỗn số thì chúng ta nhớ là hỗn số thì chỉ có thể thực hiện được phép tính cộng trừ thôi. Thế còn phép tính nhân chia thì chúng ta phải đổi hỗn số thành các phân số. Thế khi đổi thì các con chú ý là chúng ta làm chậm nhưng mà chắc để chính xác từng cái phép tính một. Chúng ta đổi 3, 1 phần 11, 3 nhân 11 bằng 33 cộng 1 bằng 34 phần 11. 27 phần 46 giữ nguyên. Nhân với 1 nhân 17 bằng 17 cộng 6 bằng 23 phần 17. 2 nhân 9 bằng 18 cộng 4 bằng 22 phần 9. Ta thu được phép nhân của các phân số. Thế thì khi gặp các phép nhân phân số thì chúng ta sẽ tìm cách đi giản ước các cái thừa số chung. 34 và 17, ta thấy 34 chia cho 17 được 2, chúng ta giản ước cho 17. Còn 2 ở trên tử. 27 chia cho 3, chia cho 9 được 3, chúng ta giản ước cho 9. Thì 27 chia 9 bằng 3. 23, đây là 46, 46 chia 23 bằng 2, nên ta giản ước cho 23. Còn 2. 22 chia cho 11 bằng 2, ta giản ước cho 11. Còn 2. Đến đây chúng ta lại thấy là có tiếp hai cái thừa số chung là 2, nên ta giản ước. Như vậy ở dưới mẫu hết rồi. Đúng nào. Trên tử thì còn 3 nhân 2 bằng 6. Như vậy kết quả của chúng ta là 6. Đây là một bài đơn giản, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta cần chú ý cho thầy một số cái chú ý, lưu ý như sau. Thứ nhất là khi, như thầy nhắc rồi, là khi làm từng phép tính nhỏ thì chúng ta hãy chậm lại một chút để chính xác từng phép tính. Đấy, và tránh trường hợp là làm nhầm lẫn, làm ẩu. Cái chú ý thứ hai là khi mà tính toán với các phân số, hỗn số thì các con sẽ thu được một kết quả. Nếu trường hợp kết quả là một phân số thì các con hãy cố gắng rút gọn cho thầy thành phân số tối giản để điền vào cái ô đáp số. Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì nếu như mà cái phân số kết quả của các con mà chưa tối giản thì rất có thể là khi mà chấm các thầy cô sẽ không cho điểm. Đấy, bởi vì các thầy cô so sánh với đáp án, mà thường đáp án thì lại cho một kết quả là phân số tối giản. Vì vậy cho nên là cách tốt nhất để lấy được điểm tối đa và chắc chắn đó là chúng ta hãy rút gọn về phân số tối giản. Chú ý như thế nhé.